đó. Rồi. Qua qua đã hết. Như tai nạn máy bay. Qua nó nghỉ mất một ngày thì nó sẽ còn đến mất đi. Chắc là nó cả thả năm mấy dưới hay thống nhá. Vẫn rồi ba được. Thảm hại đúng như là MH70. Nát tan hết là áo nhiều quá, ông bật áo nhiều đâu con. Đấy. Ôi trời ơi. Thôi không muốn nhắc lên người. Không muốn nhắc. Chủ buồn. Chủ buồn. Mới một lần. D120 nha, lao xuống gặp dông lao xuống nha. Đúng, Bác Hồ thương dân lắm nhưng mà vẫn phải ra chiến trường. Ôi, có gì ở đâu rồi? Cuộc chiến. Lại tiếp tục nha các cụ nha, mưa là mà vẫn tiếp tục nha. Con nào đi ra chiến trường ra chiến trường rớt thì lại em khác nha. Cái này là 2 ly 3. Đang còn rất nhiều diều, đang chuẩn bị anh em lên nay chủ nhật. Đây, anh đẹp trai nhất bãi diều. Đấy. Đấy, idol tiếp tục. Cái này làm cong vậy cu? Mới độn thêm bộ bữa bị gãy mà. Vậy mà sao cong? Không ý cái đuôi cong thế. Bằng cái đuôi cong thế. Hay ngẩng mình ngẩng lên. Thấy không? Bao tay. Vuông. Đấy, tiếp tục hai con nha. Rồi, chuẩn bị con này lên đường. Trên bầu trời đang có mấy con nha các bạn. Đấy, con này đang xoay xe ông chồng rồi. Chuẩn bị lên tiếp con này. Con này. Con này. Con này. Kia. Con này. 4 con, 1 2 3 4 5 con, còn 5 con chuẩn bị lăng lên nữa. Bầu trời đang có 6 7 con này, đây đây 2 con này. Đây 2 con này. Sao nặng hay sao, hay đuôi cong quá ông ơi. Mà lên con này. Sợ nước nó hơi nặng á. Dụ đi cái hoàng. Dụ bớt nước đi. Mới mưa mới gió dông xong. Rồi, lên. Con này sao trái chuông D70 nha. Con này nhẹ bồng bềnh. Năm sao. Chưa lên à? Dạ, lên trên. Cháu siêu siêu VIP. Đồ re mi fa son la do la si. Mất hết mấy cái rồi mà vẫn còn kêu nha. Nón cối to bằng cái
Đâu Hoàng thử cho lên đầu cái bằng cái đầu không? Ô, bằng cái nó đầu người luôn. To hơn luôn chứ. Bằng con trinh luôn. Quá to. À. Ở trên bầu trời đang kêu ươn ỏi này. Cái này mà vào con này được. Đang tiếp tục 4m6. Đang gió tương đối đẹp. Con này vừa cất cắn này. Không quay con này kịp. Con này sáo mất mấy quả này. Đây cụ đang dời diều đây. Khó lắm nó kéo đi á. À, vui chứ. Chào. Chuẩn bị lên con này 5m nha. À, thì tự nhiên đang chung gốc thì rời làm đéo thì dương chờ kêu. Rồi chuẩn bị này nó đập con gần vô cái cây luôn. Nào. Cao em nó rớt xuống vô cái cây cũ của mình á, cái hai bố con mà. Tiếp tục lên con này nha. Sao con này kỳ vậy? Rất căng luôn các cụ ạ. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Có được để lùi dây, có thể thả cái bức cầm kiểu cái cho chạy á. Ờ. Hàng bên đấy kéo nè. Kéo đang xít luôn, chạy đấy. Cái dây đúng là phải để dưới, cái dây trên phải ở dưới thì nó mới chạy. Rồi nó phải bắt cái dây này xuống dưới này. Đấy nó mới xịt khói được. Đằng gió đẹp lắm. Con này không biết bên này bị sao, lên hai lần là đều bị rớt.
quá hay. Rồi các bạn thấy hay, các bạn cho mình một chia sẻ, một đăng ký kênh. Cảm ơn 22.500 khán giả của kênh Thanh 78. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Các bạn nhớ đón xem video của mình hàng ngày trên kênh Thanh 78, YouTuber Thanh 78. Cảm ơn các bạn.